anh xin Thiền Đạt xin chào khán giả về những cái việc mà trước Thiền Đạt làm thì giống như anh em cô bác cũng sự hiểu lầm của Thiền Đạt, cũng chửi bới Thiền Đạt là cô có buồn gì thì cuộc đời mà từ hiểu ra đi rồi mới nghĩ thương Thiền Đạt, rồi Thiền Đạt cũng có buồn gì cô bác đâu, thấy không? Từ từ hiểu thôi, đúng không? Bây giờ hiểu rồi thì Đạt cũng rất là mừng. Bằng cái sự thật của Thủ Đạt nói ra là bằng chính xác chứ không phải là đi phóng người ta, thì cũng không có buồn gì đâu. Những người đó người ta cũng biết quay đầu, người ta cũng hiểu lầm rồi, hiểu rồi. Bây giờ người ta biết về Thiền Đạt thì người ta cũng rất là quý, mà cũng rất là cảm ơn những anh em nào mà biết suy nghĩ về Thiền Đạt, thấy không? Cái chuyện gì đó, đâu ai biết cái trắng đen như thế nào, giờ sau này từ từ mới hiểu. Thì sau này á, nếu sau này từ từ mới hiểu, thì sau này á, nếu tham đỉnh cao làm vậy á, thì y khu như cái lời hồi xưa của Thiền Đạt, cái không xài được là đuổi Thiền Đạt ra thôi, kiếm chuyện này chuyện kia đuổi thôi, thì người khác nữa từ từ sẽ gặp. Đó gọi là ăn cháo bác là gì, là cái câu nói đó. Bởi Thiền Đạt cái rất là bây giờ nghe nói cũng người người á là nói Thiền Đạt, bây giờ mới hiểu Thiền Đạt, thì Thiền Đạt cũng rất là cảm ơn mấy những người đó hiểu được Thiền Đạt, cái tấm lòng của Thiền Đạt như thế nào đó. Thì là cũng thôi, cũng thay mặt là cũng cảm ơn tất cả các cô bác với lại quý vị trong nước và ngoài nước hiểu thì là vậy, là thì là cũng rất là mừng, phải không? Còn cái chuyện đó là thì mình làm lỡ rồi thôi, mình cũng không có buồn. Thì là nói cho nghe là lên lời rõ là gì nè, Thiền Đạt làm tất cả trong đó là cái tiền của vợ chồng Thiền Đạt làm đó là chính xác luôn, ở trong đó là 500 mấy chục triệu, nhưng mà biết không, nhưng mà tiền của Mạnh Thường Quân cái khúc mà anh làm rồi nha, anh làm tất cả trong đó hết toàn bộ rồi là 525 triệu, mà Mạnh Thường Quân á có gửi về cho Thiền Đạt á là có 3 người, một người á là 1.000 đô, một người á là 1.500 đô Canada, thì á là phụ cho Thiền Đạt, không phải là phụ Thiền Am, mà phụ cho Thiền Đạt á là đi làm từ thiện, thì Thiền Đạt cũng đi làm chỗ này làm chỗ kia, nói chung là làm tròn cho người ta hết. Rồi người ta có gửi tiền về á là đóng la phong, thì Đạt cũng làm la phong cho người ta. Đó, có người gửi về á là mấy chục triệu về á làm, thì làm cái chỗ bùn tắm, thì Đạt cũng làm cho nó tròn rồi. Rồi á còn tiền mà gửi ra làm á, làm cái nhà mà đập ra dở ra đó, làm ở ngoài sau nhà đó, thì ông nội đang làm nó chân đổ móng đàng hoàng, ông nội kêu ngưng. Đó, Thiền Đạt đặt cửa đồ mấy chục triệu cũng để bên nhà mới. Đó là cũng là tiền của Thiền Đạt. Cũng có một mờ trầm Mạnh Thường Quân chỉ có 2-3 người thôi chứ không có nhiều. Mà không gửi nhiều cho Thiền Đạt, Thiền Đạt cũng làm hết luôn. Chứ Thiền Đạt không có lấy cái đồng bạc nào của cô bác. Tiền mồ hôi nước mắt của người ta mà đâu có lấy được mà mình bỏ túi riêng đâu. Chính xác nhất cái nếu mà tiền túi ra, Thiền Đạt bán miếng đất mà ông nội mà đu mấy cây xài đó, là Thiền Đạt bán cái đó là 420 triệu. Thiền Đạt bán một cái lắc của Thiền Đạt 5 lượng, con của Thiền Đạt 5 lượng là 1 cây, là 10 cây. Thằng anh với lại miếng đất tất cả anh bỏ ra đó là làm hoàn tất luôn á là 560 triệu, nhưng mà tiền của vợ chồng anh bỏ sẵn xếp ra đó là gần 500 triệu, 480 mấy triệu là tiền của vợ chồng anh. Cái có mấy chục triệu cái gì đó là tiền của bác anh phụ vô. Đó, cái nào nói bằng cái tâm mà nói, phụ đó thì Thiền Đạt làm đó, có nhiều người gửi về đó là 80 triệu, nhưng mà 30 triệu làm Thiền Đạt, 50 triệu là đi làm chỗ khác, đi xuống Bến Tre xuống với cái trại mồ côi với lại cái bệnh viện rồi dưới là lấy 5 triệu của người ta đi làm, chứ không phải là người ta gửi về 80 làm ở Thiền Đạt 50, tự nhiên Thiền Đạt từ Thiền Đạt biết có tiền quá đi tổ tết đổ tiền vô quá nhiều mà Thiền Đạt đứng ở chưa đâu, là nó có lý do như vậy nè. Hồi lúc trước thì ông nội có mấy đứa nhỏ, mình thấy như vậy nè, mấy đứa nhỏ ông nội mới nói là tự cúng là Thiền Đạt mới là đi xuống dưới quốc gia qua với cái cầu Nhân Ái đó, thì ở dưới là người ta mẹ quốc võ là không cho Thiền Am đi xuống dưới, thì nói chung là ở dưới là mẹ quốc võ cũng không thích gì Thiền Am. Bây giờ nó lúc này là Thiền Đạt nó thẳng cho nghe luôn vậy đó, là mẹ quốc võ kêu đừng có dắt cái ấm của Thiền Am xuống đây phiền phức lắm. Thì ở khúc gia đình này là ông nội có dạy cho mấy bé 6 đứa, thế là 5 đứa, mỗi đứa một câu thơ, mỗi đứa một câu thơ, mỗi đứa
thơ để cái ngày khánh thành đó là xuống dưới đứng trên cái cầu để mà nói cho vậy cho là cộng đồng mạng người ta biết, người ta thương mấy đứa nhỏ này, mấy ông thầy dạy hay quá, đưa mấy đứa nhỏ này đọc về cho người ta gửi về cho thầy. Nhưng mà mẹ Quốc Võ không cho Thiện Đạt, cho mấy người này xuống, chứ không phải là Thiện Đạt không cho. Thì Thiện Đạt mới giấu, nói với lại mẹ Quốc Võ là thôi giờ nếu cô điện cho vợ chồng con xuống đây khánh thành thì thôi con không dám nói cho sư phụ biết. Trong khi đó là sư phụ đang dạy mấy đứa nhỏ để xuống cầu chúc cho gì Quốc Võ thì cái gì đồng cầu đó, thì không cho Thiện Đạt biết. Âm thầm Thiện Đạt nếu mà mình với ông nội thì bên Quốc Võ đang buồn rồi, với mẹ Quốc Võ được buồn Thiện Đạt, bởi vì nói thôi giờ có chuyện không có đáng, có để mình nói chuyện sau đi. Khánh thành xong cái ổng mới dạy cho mấy đứa nhỏ xong rồi thì mấy đứa nhỏ mới đưa mấy đứa nhỏ tới dưới đó để cho hay, mấy người ta thấy giỏi quá rồi, người ta hỏi từ nhiều cái chiêu trò ổng chơi bây giờ thì Đạt rất là hiểu. Thì Đạt không có điện cho xuống, chứ không phải là lộng cho xuống tiền của người ta bỏ ra, nó làm cầu đâu có tiền Thiện Đạt đâu, đâu có tiền của Thiện Đạt đâu. Thiện Đạt bỏ ra ở đây 2,000 đô, trong lúc đó 1,500 đô có lời clip đó, 1,500 đô là đưa cho Quốc Võ để làm cầu, còn là 500 đô đó là làm bộ Thiện Đạt nói là của Thiền Am, chứ thực tế Thiền Am không có bỏ ra 1,000 đồng bạc hết. Giờ phút này nó thẳng luôn, không bỏ ra 1,000 đồng bạc nữa, thì giải quyết mà mới biết mà không bỏ ra 1,000 luôn để mình cho biết mấy thầy mới làm bộ là nói là 300 triệu để mà xây xe đất kinh hài, mà mấy đứa nhỏ nó dứt ra ăn cái đó. Quốc Võ nghĩ là thôi vậy là chắc cũng còn biết ơn biết nghĩa, cũng lấy cái tiền đó ra để mà phụ vô đóng góp cho cái cầu, chứ thực tế là không có bỏ đồng bạc nào hết. Tiền bởi vậy Thiện Đạt này chơi lòn tiền gây tiếng cho người ta không, bây giờ bị thị phi phải không? Thiện Đạt 2,000 đô, Thiện Đạt chích ra 500 đô để nói là 10 triệu có thì Thiện Am cũng đó, nó 10 triệu Thiện Am cứ còn lắm mà nửa ngàn, còn ngàn dưới của Thiện Đạt, mà thực tế là 2,000 đô là của Thiện Đạt chứ không phải là của ổng. Không điện cho ổng đó, cứ đó ổng mới bực tức lên đó, ông bực tức lên ông chửi Thiện Đạt cái đồ thằng ngay thằng kia, đồ thằng chó, đồ người tự chửi cùm lắm cùm la cho trời nhục nhã ghê lắm, đúng không? Chứ không phải tài giỏi gì đâu. Mấy đứa Đạt xin lỗi nói, nếu đúng ra mấy đứa nhỏ này á, tại vì Thiện Đạt thương cái là nó mình lên nó buông mình đó, mình thương mới nó thôi, chứ Thiện Đạt hiểu ra sâu lắm rồi, sâu xa lắm. Ở trong này sống lợi dụng 1,000 cái anh chỉ kẻm mua để làm cái gì mà cũng không có bỏ ra, mà làm sao mà nói chuyện mà xuất ra mà để cho Thiện Đạt làm, đúng chưa? Rồi á, mày mấy đứa nhỏ này dạy học á, dạy không phải là dạy gì, mỗi đứa mang mặc một cái máy, cái máy giống như máy nghe kinh vậy đó. Đó, mỗi đứa mang một cái máy giống như máy nghe kinh vậy đó. Mỗi đứa câu này, ví dụ giờ Thiện Đạt cái xây cầu thì rồi đắp, rồi cái đứa kia thì mà cái khác 6 đứa 6 cái. Tình cờ Thiện Đạt đi xe ông ra, Thiện Đạt xuống đường mấy đi xe ông ra xe hơi xuống á, thì thấy đằng xa á là nó biết đó, chú Đạt nó giấu hết. Có tình hình chú Đạt chứ, người ta ở bên cầu muối, người ta gửi về cho Thiện Đạt là 5 triệu đem xuống. Thiện Đạt mới cầm á mấy trái dừa, cái dừa gì đó, dừa kem á, 32,000 một trái. Thì là mới cầm xuống, thì là mới thấy cửa trống, thì là mới chạy vô, thì thấy mỗi đứa mày mang một cái máy chạy còn cây đó, mỗi đứa đọc mỗi kiểu á đó. Cái con Huyền Trang đấy nó mới kêu rồi vô Huyền Trang kêu mấy đứa nhỏ chạy vô hết vô, xong cái thằng Minh Tâm với lại Chí Tâm hai đứa còn mang cái máy quẹo ra nhà bếp đi tiểu. Cái mình nghe nói là Thiền Am Quốc Võ giờ Thiện Đạt cái gì đó trong cái máy nó nói, nó mới đi học phải không? Mỗi đứa mà mỗi cái từ lúc đó ổng bực tức á, ổng không cho mấy đứa nhỏ được không kiếm tiền nữa đó. Bắt đầu mới ghét Thiện Đạt đó, bắt đầu mới chửi bới từ đủ cái không có rồi, cứ Thiện Đạt mới buồn. Bắt đầu mới tối đêm đó tới bữa mà cái thằng Nhất Quyên á nó đi ra nó tập tạ ở ngoài sợ gì thì nghe gì rồi đó đó. Cái hôm bữa tính là Thiện Đạt mới tính nó về rồi, chửi Đạt nhiều rồi, Đạt tính nó về rồi. Thiện Đạt tự nhiên mới lên đề máy lên cái sư phụ mới leo lên trên ghế cái xe Thiện Đạt ngồi. Mấy đứa nhỏ bú lên cho một đám gì, cái Thiện Đạt bước dặn xuống cái chở đi. Ra coi Nhất Quyên coi đứng gì, thì nó sẽ thế hình đó. Thì trả đó rồi, bắt đầu đi ra Bình Chánh hả, đi ra Hoàng Chánh á. Trời, cái tàu đó mưa gió mưa gió không qua, không có một giờ phê mới về đâu. Cái đội khai giải tháng 4 chơi tới Thiện Am trong là 1:25 ăn một cái uống một ly cà phê đá
thằng con dặn nó vô, cái khúc đó con dặn nó vô thì bà Văn mới dắt lại. Bà dắt lại thì chuyện là mới ra sân bay mới rớt cái khúc đó, là nói chung là còn thượng thảo với Việt Nam cũng chưa biết lòng với lại thằng con dặn cái gì. Nghe nói cái gì bằng thực tế. Thượng Đạt mới kêu đó là đi ra ngoài sân bay rước cho con dặn đi về đây, cho hai thằng công an mà nó đi vô xin lỗi thích được từ. Vô đây xong xuôi thì hai công an nói thôi giờ tôi ngủ ở ngoài đó, ở ngoài quận 3. Tôi có cái nhà nghỉ của công an rồi, tôi ở đó. Thì Đạt mới chở thằng vợ chồng của thằng Tốn Trần đi về đây. Về tới nhà đàng hoàng thì vợ Tốn Trần ói. Thì Đạt lên cái phòng, thì Đạt mở lạnh cho lên cho tắm rửa nghỉ ngơi. Thì Đạt lấy xe đi mua cháo hồng thịt muối cho vợ có Tốn Trần ăn. Ăn xong rồi sáng mai ra, đi ăn sáng xong đi ra lên tới Dương Từ. Đó ra đi ra tới Đạo Quỳnh. Đó trong cái kia đó là có Mai Thiết Lực luôn. Mai Thiết Lực đứng ở chợ, Mai Thiết Lực nó khóc, nó vô ở trong cục của thầy ở trong chùa đó, ở trong chùa Tích Nhật Từ. Hai người đậu hoài, nó đậu hoài, biết chừng nào nó về, bắt đầu nó chở nó về. Trong kia tối đêm đó là đi qua bên kia ăn, ăn uống đàng hoàng cái kia nọ thì chị Văn chị mới trả tiền. Chị Văn mà bên cà phê của hồi trước thì Đạt nói chị Văn Văn á, là không ai biết hết đó. Cái tội mà trưởng Đi Đạt nói là cái Văn 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 là nghĩ là quốc võ đâu mà thế, mà không biết gì đó. Bà Văn mà bà chịu đó, bắt đầu mới nói cho con chàng gì đây. Về đây xong xuôi cho trội rồi đó, làm ngày mai ăn sáng xong thì Đạt mới chở đi lên trên Trịnh Tiền Am. Thì tôi đi chút biển. Ăn sáng xong chở lên Tiền Am. Cái quán mà bữa lên, chú Đi là ăn xong xuôi rồi bắt đầu chở lên Tiền Am. Chở lên Tiền Am xong xuôi thì bắt đầu mới vô. Vô ngồi ở trong nhà, ông nội mới kêu tất cả ra luôn. Tất cả ra luôn, quyền trang rồi mấy thằng đầu chọc đó, mới ra luôn. Năm đứa này, năm đứa kia, cái thầy cô hương đồ. Ngồi ở trong Thiền Am, ngồi ở trong chính điện á. Ông nằm dẫn đó, ông kêu lấy cái ghế ngồi. Đúng không? Lấy cái ghế ngồi đây, ngồi cho ông mới hỏi. Ông mới hỏi gì chứ? Thì cho con chàng, con ngồi đây. À, vợ con ngồi đây. Bây giờ ông ngồi hỏi con nè. À, Thiền Đạt đúng hay sai? Cái con chàng nói là sư phụ ơi. À, chị phụ nói ra đi, con mới biết đúng hay sai chứ. Chị phụ tự nhiên không nói sao con biết đúng hay sai, thấy không? Không biết đi qua bên đuổi con chàng đi qua bên đuổi qua đây. Cái là hỏi vợ lúc nào hỏi ra con vợ bây giờ thì Đạt đúng hay sai. Thì Đạt cái con vợ tất cả nói là chị phụ nói đi ra đi, con mới biết cái đầu đi sao con biết đúng hay sai. Hai vợ chồng mày ngon lắm bên đó. Thì cái thằng Nhất Quyên nó mới nói là tôi đã cái làm bộ giả vờ, làm bộ đi mua đồ lại, mua đồ lên cái để mà cho nổi tiếng đó. Thì Đạt cũng quả hơi tức quá rồi. À, cái đó đấy, cái là Nhất Quyên nói xong, cái nữa thằng Quyên và Quyên nói là bây giờ thì Đạt cái là nói những lời nói ra ở đây không còn ai tin nữa, tôi ra hồi hết rồi, không tin thì tao đi về đó. Thì nói giờ không tin tao đi về, tao nói thẳng với tụi bây á, bây giờ tao để sư phụ ra, ông là 90 tuổi, ông già, ông đáng cha đáng mẹ của tao nói. Còn tụi bây, xin lỗi tụi bây là không có cái giá nào với tao đó. Tao thẳng rồi, tụi bây không có tu hành. Lại Đạt nói cái mặt tôi chào luôn, tụi bây không có tu hành. Tao thích tụi bây á, có là bà Hương luôn, bà Hương bếp á. Mấy giờ mày ra, 10 giờ mày ra, đứng trước chánh điện, con của tao nè. Tụng kinh thằng nào quá, con của tao quá, cầu quỳ tôi lại tư thằng tụi con. Còn không có, tụi bây lộn bộ đồ, tụi mẹ nó cho tao đi. Cứ lên đường, bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài xe, không ăn cơm. Đến tốt chẳng là ngồi ra ăn cơm đó. Thấy không? Bắt đầu cái là cái thằng con kia cho ăn, cái nói anh đói rồi, giờ 2 giờ ăn cơm, ăn với ba, không có vô ăn. Chứ không ăn cái gì nữa rồi chứ đây. Giờ tôi nói là bây giờ từ đây sao tôi cần làm cho Thiền Am, làm gì làm. Nha, đừng bao giờ nói Thiền Đạt chưa cho mày nữa. Thiền Đạt không có làm đâu, bỏ đi. Cái thứ ăn cháo nó bắt lại là tao bỏ. Bao nhiêu tiền tao cũng bỏ cho, bỏ về. Người cỡ này mà người ta còn nói xử gì giàu hết rồi, tên tuổi hồi xưa bây giờ mười mấy năm trước không biết Thiền Am mới làm cái gì, thấy không? Người ta cũng vẫn bằng khen hồi 2 ngày nữa, bây giờ 20 năm rồi đó là mới quay về Thiền Am đây mà có bằng khen không, nổi tiếng cái gì? Tôi thấy tài tiếng thì có cái nổi tiếng cái gì thôi, bỏ không lên nữa. Từ đó là Thiền Đạt đi về luôn á, chẳng tốn chàng thôi, chuyện làm đi nó hơi vậy, từ đây sao con không làm nữa. Rồi bây giờ về nó làm còn sống bằng bỏ cái đó nữa. Đây là đi nói dọn xin cho con đạo nghe. Mình nói cái gì á, mình nói á, là phải có cái tâm nói, mà phải cái tâm, phải có cái tầm. Hồi lúc trước á, Thiện Đạt á, là bà Văn bả mới đi vô trong nhà Thiện Đạt. Bả mới kêu vợ chồng Thiện Đạt qua bên bàn cái vụ mà trung tâm dân đạo, có thằng Mai Thiết Lực luôn, sự xếp Mai Thiết Lực luôn, và có Hoàng Lâm ở đó luôn. Thì bắt đầu qua bàn, thì nói cho vợ hai đứa nhỏ,
hai đứa nhỏ đó là không phải mồ côi thì nhà bên trên xã là nó vợ chồng Thiện Đạt mới là mới đi sinh hai đứa nhỏ đó đi chạy xe 7 chỗ đi lên tới trên xã luôn, có thằng Trần Long Mẫn luôn, thằng Mẫn dắt lên xã đó xong xuôi rồi thì vô trong xã nó nói thôi giờ hai đứa nhỏ này bây giờ đưa vô chạy mồ côi cũng vậy thôi, vợ chồng Thiện Đạt cái vô xin hai đứa nhỏ này về làm con nuôi, đúng chưa, về làm con nuôi đó, rồi thì là cái yểm trợ cho 50 triệu tiền của Thiện Đạt vợ chồng là yểm trợ cho 50 triệu để cho cứu những người nghèo khổ ở cái xã đó cho hai đứa nhỏ, cho ai cũng vậy vô mồ côi cũng vậy thôi, Thiện Đạt nuôi trong chồng nói là trong này là muốn sinh rồi mà không được cái anh đâu mà cái mới về về xong cái bắt đầu là không được, không được thì hai đứa nhỏ nó mới ổng mới nhờ Thiện Đạt mới đem đi lên trên cái chỗ nào mà giấu hai đứa nhỏ giùm làm giấy tờ giùm, thì trong khi đó cái lúc đó là Thiện Đạt mới chở đi á là tối tối mấy mấy con cô Cúc nè, bây giờ để nói từ cái hậu đưa đây cái cô Cúc nè, ông nội nè, với Quyên nè, với hai cái cô Quyền nè, Ngọc Cát nè, mới là chùm đầu tóc giả mới đi lên trên dãnh chỉ có Thiện Đạt mới quen cái chùa đó từ giờ chưa giờ cái chùa mồ côi đó là trung tâm nhân đạo, mình cứu dù cho tỉnh dưỡng lên thầy mới quý mình, thầy mới nhận tối hưu thầy mới nhận nhận á, nhận xong xuôi rồi mới là để tạm thời là 3 tháng cố lên cho dẫn đó, thì Thiện Đạt mới đưa cho là 8 triệu đó, chứ mấy ổng đó đâu có là ba đâu, vợ chồng Thiện Đạt đưa ra 8 triệu cứu dù cho thầy 5 triệu à, giữ lại đứa nhỏ đặt cái chỗ cái giường đó cho nó rộng rãi cho hai đứa nhỏ đó, cứu đó Thiện Đạt tưởng là một con không hả, có là không nghĩ gì chứ nghĩ chút thôi, coi giờ tạm thời đưa lên trên chùa trên cái gì đó mà gì làng tre để tạm thời giữ đi 3 tháng đi rồi từ từ tính bắt đầu á gửi cho nó xong cái cúng giường cho thầy 5 triệu cho cái cô ký công an xã đó mỗi người 2 triệu rồi cho cái con nhỏ mà nấu cơm với lại gì trên phòng mà giữ lau vệ sinh đó thì 2 triệu nữa tất cả là 8 triệu rồi đi ra cái gì đây về đây xong xuôi cái gặp bà Văn mới kêu qua mới nói cái vụ mà trung tâm nhân đạo thì bà mới nói bây giờ đó là trung tâm nhân đạo là cái giấy trung tâm nhân đạo là 500 triệu là cái lời bà nói ra bà Văn đó, rồi bây giờ chị phụ em á là 8.000 đô có đem qua nhà ngay chỗ ở trên bên nhà là cầm chị Văn nó cầm 8.000 đô đi qua đây cứ cho Thiện Đạt 8.000 đô rồi ngày sáng mai Thiện Đạt với lại mai Tiến Lực đó với thằng Hoàng Lâm đi lên trên trển kêu ông nội nói tất cả các chức quyền này đầy đủ ở trong ta trong á nó họp hoài à kêu lên trên trển mấy đạo nói gì nè, nói sư phụ ơi bây giờ đó trung tâm nhân đạo này á con mở ra nha, con mở ra cho phụ thì cái có thằng trung tâm có thằng Mai Tiến Lực đó thì Mai Tiến Lực nói là 500 triệu mà chị Văn chị phụ con đó là 8.000 đô cái cũng là có 200 mấy thôi mấy ông chưa có đủ là 180 mà chưa có 200 nữa đó thì còn 320 cũng đắp vô là cho nó đủ 500 triệu để đưa cho Mai Tiến Lực để làm cái giấy trung tâm nhân đạo, còn cái mà miếng đất của sư phụ thì bây giờ đó con mở ra 1 tỷ nữa con mang bằng ra vợ chồng con á là mang ra để mà cắt cái nhà tiền chế phải không, rồi phải mướn y tế nè, rồi là mướn bảo vệ nè, rồi đó là phải phòng ăn cho sạch sẽ là trung tâm nhân đạo là phải sạch sẽ thì người ta mới cấp giấy cho mình. Ông mới nói gì vậy, ông mới nói là bây giờ á tao làm là giám đốc thì tao mới chịu, cái vợ thì là có nói là thôi chứ bộ ơi sư phụ ở đây là lớn tuổi rồi coi giá là cái cho danh nghĩa là con làm giám đốc là Ngọc Thanh á là con làm giám đốc, còn cô Cúc với lại là Thiện Đạt là làm phó giám đốc, còn là quản lý cái gì đó là có cái tụi cái thơ ký nha nó làm, con không dính dưới tiền này con mở ra mà trong vòng 1 năm tới 1.5 năm gì đó trời rồi con là thầy đủ số tiền thầy trả lại cho con đó, thầy trả lại cho con là con đưa cái trung tâm biên đạo này cho thầy, rồi bất cứ ai mà sau này thầy có nuôi mồ côi rồi nó có giấy trung tâm rồi thầy dễ nuôi, lúc mình giúp cho người ta như vậy chứ nói mình chiếm đất chiếm đồ trời ơi dễ chiếm quá hả, ai mà vô chiếm được cái gì nè cái nói nghe bắt đầu á có luôn, bắt đầu á là cái bữa đó là có chức quyền Hoàng Nguyên, sư phụ cô Cúc, cô Đài, cô Chó, bà Hương đều đầy đủ hết. Có một mình Thiện Đạt ở trong đó thôi. À, cái ông mới nói gì vậy nè, con ơi.
bây giờ đó nhà con trống còn không, có nhà con trống chi sư phụ trong đó, bây giờ đó giờ đem con lấy cái con Diễm My đó, bây giờ để trên lầu ba, để trên lầu ba đi ơi, của con có không, con nói sư phụ bây giờ nó buồn con chịu, trời ơi cái con quả đen nó hồi trước sư phụ sư phụ nó làm bắt đầu á, con quả đen nó làm nó rối loạn ở trong này hết rồi, mình đâu có biết mà học luôn con Diễm My gì đâu, lòi ra đó. Mình cứ nói là quả đen nó ở trong nhà nó làm bị xèo rồi, mà sư phụ còn chứ nó làm gì nữa, thôi giờ bỏ đi con chửi nó, tôi thằng ngu thằng ác nó chửi điện thoại biết cái gì đâu trời, con ông cho sư phụ đây là nhà con phải không, nhà con làm ăn đi ra đi vô tự nhiên nhốt con Diễm My trên chỉnh nó không ăn hả, nó mỉa đáy hả, nó gần xuống sao, trời ơi nhà sư phụ là 50 người nó kéo nó quýnh nhà con 100 người luôn á, còn nếu con chửi Diễm My thôi con không chịu, nó ở nhà con đâu, ông đó không có giờ con cứ nghe đâu, con xin lỗi chùa là con một làng luôn, cái đi từ thiện đó mấy năm nay là con đích là thầy đích thật mến con, chỗ nào cũng dở được hết, cái đây con đi ra ngoài ở làng kia rồi con chở đi ở ngoài đó rồi cái con này nó kêu yếu như mình nó không, con cứ nghe ở chùa ở làng kia, nhưng mà con không bao giờ mà con nhận con chở với mình đi đâu, coi thầy chở, muốn gửi đâu gửi chứ con không dám nhận con với mình, thầy kêu con giấu con không dám giấu, thầy biết như nào thầy gửi đi chứ còn con chùa chuyện con rất là nhiều, nhưng mà con không dám đem vô làng tre là đồ đâu, con không có, con gửi đỡ vài tháng đi rồi sư phụ mua nhà cho nó rồi sư phụ á nghe rút nó về, con nói vậy là sư phụ kỳ vậy sao, sư phụ rồi còn lưu luyến cái gì nó mà sư phụ khi con nghe dấu Diễm My con không đồng ý từ cũng có ghét, cậu ghét tay cái đắng sự đặt luôn á, nó bỏ đi lý do là ông Lê Tùng Vân, những người trong Thiền Am kêu anh là em giấu Diễm My giùm mà anh không giấu, thì kể từ đó là nó có cái mâu thuẫn giữa anh và những người trong Thiền Am. Đó đúng rồi. À. Ác quá. Ông chủ dòng nói gì, nói ác quá vậy chứ là ác quá vậy. Ác cái gì? Con người ta có nói gì đặng mới là nó con người ta thì là cái không cho cái gì về cha mẹ người ta. Mà chứ là còn kêu giấu. Bây giờ nói đi ra đi đậu xe mấy chỗ đi rồi xem ra nó chở ra. Không. Con không chấp nhận cái gì con giúp đỡ cho sư phụ đổi được, chứ còn cái vụ mày giấu với mày là con không thì là không, con đồng ý con không nói với mày tuyệt đối luôn, thầy buồn có chịu thích thì gọi em thích thì con đi đây, con đi ra con cơ xe con về liền, còn giấu với mày là con không giấu, thầy buồn có chịu đã tin thì đặt nói với mấy chó trong đây mà cái tiền cái chỗ cái toilet đó không phải mà nó được như vậy đâu nha, cái thợ đó là chính thợ đó, không phải mà thợ của Thiên Đạt làm nha, thợ của cô Cúc kêu lại làm nha, thợ của Cúc kêu lại làm tiền công 25 triệu tiền công nha, toàn chất tôi đó là Thiên Đạt chịu, sạch Thiên Đạt chịu, nhà cầu Thiên Đạt mua từ thành phố Hồ Chí Minh trở lên, bỏ xe ở chỗ trở lên, lính của cô Cúc ở trong Thiên Am kêu nha, chứ không phải là thợ của Thiên Đạt nha, thợ chính điện của Thiên Đạt thì ở thành phố lên, còn thợ đó thì cho nó làm cái Thiền Am ở làm cái chỗ đó là 93 triệu ấy là 96 triệu hoàn tất là 96 triệu cặp hết cái dự dành như nhà cậu ra luôn, à hai đứa bé đó thì Đạt trong đó là tụng đang tụng kinh ở trong trong tụng kinh ở trong chùa nha, thì Đạt lái xe của mình thì Đạt không có gió ra của anh tụng kinh, thì nó bắt đầu tự nhiên là kêu đó là ở ngoài đó là thằng gì vì còn Quyền giờ thằng Nhất Quyền nó kêu cô Hương ơi tắt camera biết chưa, đó kêu tắt camera, ủa thôi quý vị sao tắt camera chứ gì, cái kêu cô Hương chạy ra mở cửa ra thì nó cứ ở trong đó là thằng Nhất Quyền nó chở cái con độc lát với lại thằng nào nó chở thêm một con nữa, thì sẽ hai đứa nhỏ vào bỏ vô trong cái vỏ giống như đi chở vậy đó, cái vỏ vậy giống như là vỏ mình đi chợ vậy, chút xíu là bỏ cho cái mền bỏ vô xách đi vô từ cái cổng này đi vô tới ở ngoài sau nhà luôn, hai đứa vỏ xách hai đứa vỏ cuốn trong mền á, xách đi chút xíu là bỏ vô cái vỏ xách đi vô tới ở ra ngoài sau luôn, cái thợ mới mở camera lên, cái tôi mới hỏi ủa gì ai cô rồi xách cái vỏ đâu vậy, hai đứa vỏ ở bến tre đem về á, chỉ là nói cho thầy ta nghe thôi.